khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra bắn của năm. Dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc ăn vui. Người nông dân thêm lúa đông, người thương gia màu phát tài. Khi mà nhà trường đã tạo được một không gian văn hóa để cho các con, bản thân các con của mình thì sáng sớm dậy đã mặc áo dài rất là sung sướng để sung sính đi hội chợ, và mình đây là đầu tiên mình tham gia và mình không nghĩ là ở nhà trường đã tổ chức được một không gian tuyệt vời như thế này. Anh thấy thời gian nhà trường tổ chức rất là vui và năm nào cũng thấy kiểu như trẻ con nó rất là hức ấy. Nhóc anh ấy nó kiểu như là nó hức cái này khoảng một tháng rồi, nó cứ mong đợi đến cái ngày hôm nay kiểu như là để đến trường ấy nó được chơi. Đấy, mặc dù chẳng mua gì đâu, toàn mua đồ linh tinh này ở nhà có đấy, nhưng mà vẫn đi đến trường. Đấy, anh cảm thấy nhà trường kiểu như đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Cảm giác là rất hào hức, và tại vì bây giờ Tết cổ truyền của mình càng ngày nó càng nhạt đi. Mỗi lần mà tổ chức như này mình cũng rất hào hứng để mong cho các con giữ lại cái không khí Tết cho các con. Năm thì là mình trong ban phụ huynh của trường, của lớp, của nhà trường. Thì hôm nay là ngày hội chợ xuân của con. Mình cũng đến năm nào cũng thế, đến để vui xuân của các con và ủng hộ cho các con. Hôm nay mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất là đến trường một cái không khí các bạn và các thầy cô có thể tổ chức chương trình rất là vời. I feel that it's been a very festive and fun occasion. We've had a lot of fun. We did the ball toss and we had a lot of other games.